Chào mừng quý vị đến với bản tin Địa ốc trên kênh truyền hình FBNC. Và trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng đón theo dõi những thông tin đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 50 thành phố cho thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thế giới. Nam Kinh Trung Quốc cấm doanh nghiệp bất động sản vay tiền mua đất. Bất động sản cao cấp cung đã vượt cầu chưa? Thưa quý vị, theo kết quả khảo sát mới đây về thị trường bất động sản cho thuê toàn cầu do Cushman & Wakefield công bố, thì trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 50 thành phố cho thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thế giới. Báo cáo thị trường bất động sản cho thuê toàn cầu của Cushman & Wakefield cho hay, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 33 trên thế giới và đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á về giá cho thuê mặt bằng. Giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thành phố Hồ Chí Minh thuộc về các khu đất vàng qua các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi. Giá thuê vào khoảng 1.454 euro một mét vuông, tương đương hơn 34 triệu đồng một mét vuông một năm. Đây là lần thứ 27 Cushman & Wakefield công bố bản báo cáo thường niên về giá thuê mặt bằng toàn cầu. Bản báo cáo này là kết quả thăm dò trên hơn 500 con đường tại những thành phố đắt đỏ nhất của mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Tác động kinh tế trong năm qua đã đẩy giá thuê mặt bằng tăng bình quân 35% tại tất cả các thành phố được khảo sát. Năm nay, giá thuê mặt bằng bán lẻ cao nhất thế giới thuộc về đường đại lộ số 5 của thành phố New York, Mỹ, với mức giá thuê lên đến 33.812 euro một mét vuông một năm. Vào cuối tuần qua, thì công ty cổ phần đầu tư Phương Việt BV Invest, chủ đầu tư của dự án khu phức hợp The Pegasus đã tổ chức lễ công bố thông tin chính thức và khai trương nhà mẫu tại khuôn viên dự án. Và thưa quý vị, sau khi ra đời thì The Pegasus được xem là khu phức hợp hiếm hoi tạo điểm nhấn tại khu Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh và quận 8. Có tổng diện tích 2,14 ha, The Pegasus nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường, trong đó có 2 tuyến đường được xem là xương sống và là nơi giao thương sầm uất là Tạ Quang Bửu và Bình Đăng. Đây là hai tuyến đường nằm trong khu vực hành chính của quận và khu dân cư hiện hữu, liên kề các trục đường chính như Phạm Hùng, đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, kết nối nhanh đến trung tâm quận 1, quận 4, quận 5, quận 6, v.v. Ngoài ra, trong tương lai, khi tuyến metro số 5 chạy qua quận 8 và dự án cầu Bình Tiên nối quận 6 với quận 8 hoàn thành, sẽ tạo ra cú hích cho phát triển kinh tế xã hội của khu Tây Nam và do đó, The Pegasus sẽ càng đắt giá hơn. Theo chủ đầu tư, chính điều này đã tạo nên một trong những ưu điểm vượt trội của dự án. Ưu điểm vượt trội của dự án là thứ nhất là vị trí, và tôi đánh giá đây là một trong những vị trí đắc địa của quận 8. Hiện nay quận 8 đang thiếu các trung tâm thương mại, các khu kinh doanh cần thiết cho khu vực, chưa có một trung tâm thương mại xứng tầm. Do đó tôi xây dựng lên một khu phố thương mại, một trung tâm thương mại lớn là một cái điểm nhấn của khu vực. The Pegasus được phân bố thành hai khu là nhà phố thương mại gồm 69 căn và khu căn hộ cao cấp cao 37 tầng với 1.150 căn. Do nằm tại khu vực kinh doanh sầm uất tại quận 8, nên chủ đầu tư chọn xây nhà phố theo dạng shop house với tiêu chuẩn châu Âu, thiết kế bởi công ty kiến trúc nổi tiếng thế giới Korn Architects của Đức. Bên cạnh thiết kế sang trọng, tiện nghi, chủ đầu tư còn kỳ vọng mang đến cho cộng đồng cư dân nơi đây không gian mát mẻ, trong lành để tận hưởng trọn vẹn những tiện ích xung quanh. Bên trong cái dự án là thiết kế thì sang trọng, rồi bên ngoài thì nó kết hợp được nhiều cái ưu điểm vượt trội, tức là những cái tiện ích đầy đủ, rồi đặc biệt hơn là cái giao thông thuận tiện. Mình chỉ mất 10 phút là tới trung tâm thành phố. Rồi bên cạnh đó cộng thêm cái phần mà tư vấn khách hàng của bên bộ phận bán hàng, tức là bên nhịp cầu Địa ốc và chăm sóc khách hàng của công ty Phương Việt, thì mình quyết định chọn cái Pegasus là cái nơi ở cho gia đình. Cũng trong buổi lễ khai trương nhà mẫu của The Pegasus, công ty cổ phần đầu tư Phương Việt đã triển khai chương trình tri ân khách hàng với tổng giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng, trong đó giải đặc biệt là một xe hơi Ford Fiesta trị giá 600 triệu đồng. Kính thưa quý vị, 28.000 là số hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trễ hạn tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến hết tháng 9 năm 2016. Số liệu này vừa được Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh công bố. Theo thông tin từ Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh, số hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền đất đai bị trễ hạn đang tăng chóng mặt, lên đến 28.039 hồ sơ. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2016, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã tiếp nhận hơn 308.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận, nhưng mới chỉ giải quyết được gần 255.000 hồ sơ. Các loại hồ sơ thường bị trễ hạn bao gồm hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận nhà đất trong dự án, v.v. Bình Tân là quận có số lượng hồ sơ trễ hạn cao nhất, gần 5.000 hồ sơ, kế tiếp là quận Gò Vấp, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh.
Nguyên nhân trễ hạn được xác định là do Bộ Tài nguyên Môi trường đã có những điều chỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận mới, khiến cho quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị kéo dài và số hồ sơ bị trễ hạn tăng cao. Và thưa quý vị, xin được chuyển sang một thông tin khác. Vào sáng ngày 17 tháng 11 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ trao hợp đồng và động thổ gói thầu 1A, cũng là gói thầu cuối cùng trong dự án xây dựng tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên. Cùng lúc đó thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xúc tiến những khâu cuối cùng để có thể khởi động tiếp tuyến metro số 2 và tuyến metro số 5 giai đoạn 1 vào năm 2017 và năm tới nữa. Trao đổi với phóng viên của FBNC, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu không có gì thay đổi thì hệ thống 3 tuyến metro đầu tiên nối trục Đông Tây, Bắc Nam và đường vòng cung sẽ có thể vận hành một cách hoàn chỉnh vào năm 2023. FBNC gửi đến quý vị bài tường thuật chi tiết hơn ngay sau đây. Sau khi hoàn tất đấu thầu vào tháng 4 2016 và mất thêm vài tháng để thương thảo đàm phán hợp đồng chi tiết, ngày 17 tháng 11 2016, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh và liên danh Sumitomo Mitsui của Nhật Bản, Sienco 4 của Việt Nam đã tiến hành trao hợp đồng gói thầu 1A của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đây cũng là gói thầu cuối cùng và là một trong những phần thi công phức tạp nhất bên dưới lòng đất của dự án tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, gói thầu này bao gồm nhà ga trung tâm Bến Thành và đoạn ngầm dài hơn nửa km từ nhà ga Bến Thành đến nhà ga Nhà Hát thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị là 4.850 tỷ đồng, tương đương 25,6 tỷ yên Nhật. Cùng ngày 11 tháng 7, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cũng đã tiến hành nghi thức khởi công gói thầu cuối cùng của dự án. Đây là hình ảnh của một phần công viên 23 tháng 9 của thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngay kế bên công trường Quách Thị Trang và chợ Bến Thành. Tại đây, các nhà thầu của liên danh Sumitomo Mitsui và Sienco 4 sẽ tiến hành khoan và thi công ngầm bên dưới lòng đất với 4 tầng ngầm của nhà ga với các chức năng khác nhau từ độ sâu hơn 9m cho đến gần 30m. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên là dự án giao thông trọng điểm đặc biệt quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, gắn kết với giao thông của các tỉnh trong vùng nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị dọc theo hướng Đông, Đông Bắc, cũng là hướng quy hoạch chính của thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vừa theo dõi phần 1 của bản tin Địa ốc tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Và đến với phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đón xem những thông tin đáng chú ý sau. Nam Kinh Trung Quốc cấm doanh nghiệp bất động sản vay tiền mua đất. Đánh thuế trên ngôi nhà thứ 2 trở đi, đầu cơ sẽ giảm nhưng cần áp mức hợp lý.